và ta là một trung tá ở Bộ Tư lệnh Thông tin, trung tá là kiêm lái xe ở Bộ Tư lệnh Thông tin, nhưng bà ta bảo mang cái dần xa.
cháu xin gửi tới tất cả các quý vị, các cô chú, các anh chị có mặt trong khán phòng Skyview hôm nay những lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị. Chúng ta đang được sống trong những ngày cuối của tháng 7 và một mùa hè rất là sôi động, có những cơn mưa rất là bất chợt. Dạ vâng, và những cái không khí này rất là dễ khiến cho chúng ta cái cảm xúc bị co giãn lên xuống rất là nhiều. Dạ vâng, và ngày hôm nay trong khán phòng này thì chúng ta rất là vui mừng khi lại được quây quần bên nhau, được thưởng thức những món quà tinh thần dành cho nhau, và đặc biệt là những món tiệc rất là ngọt ngào. Dạ vâng, và ngày hôm nay cũng là chủ đề chính, chúng ta cùng hướng đến một nhân vật, một nhà văn đã thành danh trong làng văn nghệ cũng như là văn học Việt Nam. Dạ vâng, xin được hân hoan chào đón tất cả các quý vị, các cô chú, các anh chị, chúng ta cùng đến với đêm giao lưu cùng nhà thơ Trần Ninh Hồ. Dạ vâng, kính thưa tất cả các cô chú, các anh chị, trong buổi vui ngày hôm nay thì gia đình chú Trần Ninh Hồ và gia đình cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ phía tất cả các quý vị. Vâng, và cháu quan sát rằng là ở đây có rất nhiều các cô chú nghệ sĩ, cả nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Dạ vâng, có thể là cháu đã từng biết ở trên các phương tiện thông tin đại chúng rất là nhiều rồi, nhưng mà cháu lại không biết mặt. Dạ vâng, và ở đây thì cháu có thể là kể đến có tiến sĩ khoa học Trần Hoàng Đông, nhà thơ Quang Hoài, đại tá. Dạ vâng, họa sĩ Lê Liên, nhà báo Hà Sơn, nhà thơ Hoàng Trần Cường, nhà thơ và nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạ. Dạ vâng, cháu xin được giới thiệu nhà thơ Nguyễn Phan Hách, nhà thơ Vũ Từ Trang, nhà thơ Văn Thao. Vâng, và tổng giám đốc của nhà xuất bản là Kim Quang Minh. Dạ vâng, và ngoài ra thì còn có rất nhiều sinh viên của các cô chú, các anh chị, và như cháu đã nói là cháu có thể là cháu biết là trên các phương tiện thông tin đại chúng rồi, nhưng mà cháu không biết tên trong buổi hôm nay. Và toàn thể các thành viên trong gia đình của chú Trần Ninh Hồ, dạ vâng, xin một lần nữa chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng đêm giao lưu cùng nhà thơ Trần Ninh Hồ. Cần em ngoái lại là mọi điều sẽ qua, sao mai đầu kiêu xa cứ quay đi mãi mãi. Ôi nếu có đường tắt tôi gắng chạy đón đường, tìm em trong ánh mắt có chút gì trời ơi yêu thương, không có con đường tắt, đường thời gian một chiều một sẽ là mãi qua, một bước ngàn dặm xa. Chỉ cần em ngoái lại là mọi điều sẽ qua, sao mai đầu kiêu xa quay đi mãi mãi. Ôi nếu có đường tắt tôi gắng chạy đón đường, tìm em trong ánh mắt có chút gì vẫn vương. Nhưng trời ơi yêu thương, không có con đường tắt, đường thời gian một chiều một sẽ một bước ngàn dặm xa.